Xin chào mọi người và chào mừng đến với cập nhật hàng tuần, nơi chúng tôi giúp bạn bắt kịp mọi thứ điều đó đã xảy ra trong ngành công nghiệp game 3. Trong 10 phút nữa, tôi là người dẫn chương trình của bạn Eli từ game 3. Và tuần này chúng tôi sẽ đưa ra một số tin tức đáng chú ý trong tuần đầu tiên của tháng 9. Vì vậy hãy ngồi dậy và tiết lộ những gì tuần này có thể cung cấp. Dự án Midway đã huy động được 748 triệu đô la trong tháng trước trò chơi năm. An toàn vẫn là một lực lượng hàng đầu trong một cuộc chiến tiền điện tử bất chấp sự suy thoái liên tục của thị trường tiền điện tử. Số gần đây từ nhà điều hành tiết lộ rằng những gì cô ấy đã nhận được đã huy động được 748 triệu đô la trong quý. Con số này lên đến 135% so với tháng 7, nhưng nó vẫn giảm 16% so với tháng 6. Xem chơi game thu về khoản đầu tư 3,1 tỷ đô la trong quý trước. Cho đến nay trong 2022, nó đã thêm 6,9 tỷ đô la vào quỹ trong năm nay. Dự báo để chỉ ra rằng đầu tư có thể đạt 10,2 tỷ đô la và tăng 20% so với người nghèo bị đánh đập. Trong 2021, con số cho thấy rằng nhà đầu tư vẫn được đánh bóng trên Game Pass bất chấp điều kiện thị trường không chắc chắn. Xem chương trình cả tuần, chúng tôi đã quan sát thấy 38% đầu tư vào cơ sở hạ tầng, 33% cho một trò chơi và dự án giữa chừng và 27% cho các công ty đầu tư. GGBot tuyên bố tiếp tục với tôi. Nói chung là một số điều kiện trong mã thông báo không thể tách rời. Trình đạo ảnh hồ sơ điện thoại thị trường NFT, Đu Đăng đã huy động được 54 triệu đô la tài trợ vốn cổ phần ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi người đồng sáng lập Zedic Alexis Gohanasi, Sử Thi Akuzo Kabuto, Liên Doanh và 10 tấn holding cũng tham gia vào việc phân chia quỹ. Đầu đầu bắt đầu cuộc họp là thực thể bá sâu, chưa đầy một năm trước, đã tạo một trong những ảnh hồ sơ lớn hơn, bộ sưu tập trên Internet, bộ sưu tập 10.000 IMA, có giá trị tập thể khoảng 121 triệu đô la. Theo một tổ chức Buzzfeed cho câu lạc bộ 8 năm, loạt NFT hàng đầu có một số định giá thị trường là 1.27 triệu đô la. Công ty đã lên kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ vốn ưu cộng của anh chúng ấy. Chúng tôi nói, chúng tôi đưa định giá của anh ấy lên 700-704 triệu đô la. Đối với Hisipan là Hisipan trong âm nhạc và trò chơi, và của những lĩnh vực này đang thu hút, sở thích ngày càng tăng. Ở nụ cửa tiếp theo, Burjang Co-founder và Chatperson ESC gần đây đã trả lời phỏng vấn tại Urbanland, hội nghị thượng đỉnh các tổ chức châu Á-Thái Bình Dương. Trong cuộc phỏng vấn, hãy xem chế độ xem Brexit trên web 3.0, xem các trò chơi trong nhiều hơn xem Urban giành chiến thắng. Một tuyên bố thú vị từ những người đam mê Metaverse, tuyên bố rằng ảnh hưởng của việc sử dụng mới vào Metaverse có khả năng tăng hơn nữa. Trong những tháng tới, trong vòng 80 tháng tới hoặc lâu hơn, chúng tôi mong đợi hàng trăm triệu người dùng mới. Bạn và trò chơi quyền ảnh chất lượng cao, chúng tôi ăn trưa, và chúng tôi là một cách mới để mọi người tham gia không gian. Và kết thúc bản cập nhật hàng tuần của tuần này, bất chấp sự suy thoái hiện tại mà họ phải chịu là thị trường trò chơi tổng thể cho một cảnh Metaverse dường như vẫn hoạt động cực kỳ tích cực, với sự mới mẻ tuyệt vời từ những người chơi lớn trong ngành này. Rất nhiều mối quan hệ hợp tác lớn với các bộ não web tác động đến cuộc cách mạng cây thế giới. Vì vậy hãy ngẩng cao đầu và vẫn hữu ích.